Anh em là vỡ cạn ối và phải mổ cấp cứu. Tại vì tính ra là thời gian vỡ cũng khá lâu. Cũng lâu, lâu mà bạn không biết. Em mở được 2 phân nhưng mà cũng không thể nào mà để thường được, tại vì vỡ cạn ối rồi. Thì em vẫn đi băng băng luôn, em vẫn cầm hồ sơ em đi xét nghiệm rồi em đi xong rồi đến không có đau đớn nữa. Lúc đó chưa đau. Em không có đau luôn đó chị. À cuối cùng là không đau luôn. Xong rồi người ta nói em là thôi bầu to như này rồi, vỡ cạn ối rồi, ngồi lên xe lăn đi chị đẩy. Em bảo không, em đi được mà sao em phải cần chị đẩy, tại vì bụng thì rõ ràng là cũng to nhưng mà không có đau đớn gì hết. Để em đi cho dễ sinh, em bảo thế. Thế xong rồi em đi băng băng luôn, đến khi nằm trên phòng mổ thì em cứ nghĩ là thôi cố gắng lên, chắc không đau đâu, đợi một lát nữa là sẽ được gặp con ấy mà. Tại vì người ta bảo là đẻ mổ á chị thì không có đau. Ôi lại những truyền thuyết. Người ta bảo đẻ mổ thì không đau, mà em đẻ mổ em đau như chết đi sống lại luôn á. Có nghĩa là người ta rạch đến đâu thì em cảm nhận rõ đến đó luôn. Em bị kháng tê. Em bị kháng tê có nghĩa là người ta mổ đến đâu, rạch đến đâu, người ta bành cái da của em ra em cảm nhận rõ luôn. Và em đau những cái cơn đau đó luôn. Có nghĩa là lúc đó em có nói với bác sĩ là em đau không? Em có, bác sĩ còn cho em thêm một cái liều truyền vào cái chai nước em đang truyền á, là một cái tiền mê. Mà nó vẫn đau lắm. Em cứ bác sĩ ơi, em đau quá em không chịu uống nổi. Đến nỗi mà con ra rồi á, em cũng không biết là nó ra rồi. Người ta bảo em là mở mắt ra để nhìn con đi, đau quá em không mở ra nổi luôn. Sao em chỉ kịp chỉ kịp chụt một cái. Xong rồi lát nữa cứ 10 phút em lại hỏi bác sĩ ơi con em ra chưa. Cứ 10 phút em lại hỏi bác sĩ ơi con em ra chưa. Mà nó đau một cách dã man luôn. Đúng rồi. Xin chào mọi người, mình là Trúng Huyền Thanh. Năm nay mình 23 tuổi và đã là mẹ 2 con. Mẹ 2 con hả? À, tại em đang mang bầu bé thứ 2. À, rất là may mắn chương trình. Nhưng em không nói thì không đúng rồi. Ai biết. Mấy tháng rồi em? Em mang bầu được 3 tháng. Thì chắc là cái bụng vẫn chưa có rõ lắm. Quay lại cái thời điểm mà mình biết tin có bầu bé thứ nhất đi, cái dấu hiệu mà mình biết em bé đến với mình nó như thế nào? Thực ra là em lúc đó không có biết là mình có em bé đâu. Tại vì em không có một cái triệu chứng gì của một bà bầu hết á. Thì em chỉ thấy là mình chậm rụng râu. Đó. Em cũng nghĩ là tại sao bình thường em cũng có chậm nha, thì em cũng có thử thì không có cái gì hết á, thì lần này thì nó cũng y chang vậy. Thì em nghĩ là chắc không phải mình có bầu đâu, thôi cứ ổn định cái tâm lý của mình là không phải có bầu đâu. Thế xong nhưng rồi, lúc đó mình có mong có bầu không? Không có mong luôn đó chị. Không có mong luôn. Tại vì thực ra lúc đó em mới có 21 tuổi mà cũng không nghĩ là cái thời điểm đó hai đứa sẽ lấy nhau. Em mới đi thử. Em thử que rồi lên 2 vạch mà em vẫn không tin. Em mới đi thẳng lên bệnh viện. Em khám thì ra là đang có bầu được 9 tuần. Mấy cái nhãn hàng mà sản xuất que thử thai buồn lắm á. Buồn lắm. Nhưng quý vị ơi, quý vị đừng có gọi là đừng hờn giận. Đó chỉ là một đặc tính rất là phổ biến của các mẹ bầu khi mang thai. Em nghĩ cái bản năng đó chị. Đúng rồi. Thực ra thì chồng em lúc đó chắc là cũng đứng hình á. Nhưng mà em nghĩ là anh ấy cố gắng để mà giữ bình tĩnh, để mà cho em giống như kiểu có một chỗ dựa ấy. Cái dấu hiệu nào mà em nghĩ rằng người đàn ông ấy đang cố gắng thôi? Tại vì khi mà em thông báo em có bầu nha, mặt anh ấy tỉnh queo. Có nghĩa là có bầu thì thôi cưới. Nhưng mà em thấy trong lòng anh ấy là giống như kiểu đang chạy rất là nhiều thứ. Thực sự là em cũng rất là sợ khi mà em có bầu ở tuổi 21. Bố mẹ em cũng rất là lo. Thì được cái là anh Quân về cũng nói chuyện tâm lý với bố mẹ em thì được, và bố mẹ em đồng ý luôn. Câu chuyện tiếp theo là gì? Câu chuyện chăm bà bầu. Chăm bà bầu. Em lên Google em hỏi hết. Hai vợ chồng em cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu. Thì cũng vừa hỏi bố mẹ này, cũng vừa hỏi chị Google. Thì những cái gì không biết, hay là ví dụ hôm nay ăn cái gì thì sẽ lên trên mạng lại, bà bầu ăn cái này được không? Nếu mà chị Google mà nói không được là sẽ không ăn luôn. Cái gì em cũng lên trên mạng em hỏi hết. Nhưng mà chồng em là người tìm hiểu rất là kỹ càng. Có một cái căng thẳng nào ở thời gian đó không? Tại vì nếu như theo như em mô tả thì mình chưa có ý định cho cái việc là mình sẽ kết hôn. Đúng rồi. Và cái công việc của Trúng Huyền Thanh lại là người mẫu. Thực ra cái giai đoạn đó thì vợ chồng em cũng rất là khó khăn. Tại vì khi mà em trong cái khoảng thời gian mang bầu á, thì công việc hai vợ chồng không ổn định này. Rồi nói chung là nhiều thứ phải lo về tiền bạc, rồi
con cái, rồi làm sao mà để khi mà đẻ con ra thì con có một cuộc sống tốt nhất. Thì vợ chồng em cũng suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà cũng may là được ông trời thương. Khi mà em có bầu xong một cái thì em thấy công việc nó hoàn toàn là ổn định hơn rất là nhiều. Em hoàn toàn là không có lo luôn á. Tại vì cái định hướng công việc của em có thai rồi thì chồng em là người định hướng hết. Ok, không sao cả, thì cái này mình sẽ đi theo một chiều hướng khác, là một gia đình trẻ hạnh phúc, có con cái sum vầy, rồi nói chung là chồng em là một hình ảnh khác luôn, không phải là một cô bé người mẫu bình thường nữa. Có nghĩa là tính ra thì Che Quân rất là linh hoạt để có thể tính toán một cái bước đi mà nó phù hợp. Tại vì trong những trường hợp này mà đôi khi mình chưa ổn định tâm lý, các bạn lại chưa kịp thay đổi mục tiêu. Đó là vấn đề đây, là vì nó liên quan đến một cái đặc thù công việc. Mà nếu như chưa thay đổi mục tiêu lúc này, nó sẽ tạo ra một cái sự khó khăn cực kỳ lớn. Vì sao? Bởi vì cái chuyện mang bầu là chuyện em không muốn, không được. Nó là cái chuyện đang diễn ra. Và mình đón con mình đến với mình mà. Nhưng mà mục tiêu mà không thay đổi nữa, cái sự cố chấp đó nó có thể tạo ra những cái bi kịch. Mà mình cho rằng là trời ơi, tại sao mình lại khổ như thế này? Tại sao mình lại thua sút những đồng nghiệp khác như thế này? Và điều đó nó thật sự kinh khủng. Cho nên tính ra thì Che Quân chị hiểu, bắt đầu chị hiểu tại sao ba mẹ em đồng ý và ủng hộ. Tại vì với cái sự tính toán đó của chồng em thì rõ ràng là ảnh rất là chủ động để có thể thiết lập cái đời sống gia đình. Đứa con đầu đó là do cái sự cố đúng không? Dạ, đứa cũng hai cũng sự cố luôn. Ủa vậy hả? Trời ơi, rất là gọi là cũng một màu ha, gọi là phong độ ổn định. Cái này gọi là phong độ ổn định. Thực ra thì bé thứ hai này tụi em chưa có dự định là sẽ sinh trong năm nay. Đúng rồi, nếu như chị nhớ không lầm thì bé đầu của em chỉ bây giờ là được gần 2 tuổi rưỡi. Gần 2 tuổi rưỡi. Bé thứ hai này thì là tụi em tính là trong năm 2022 tụi em sẽ có. Nhưng mà do dịch cả ở nhà không, mọi người ơi. Dịch vật, người từ bình dân là dịch vật, là vật ra bao nhiêu thứ. Lúc đầu em cũng như bé đầu luôn, là khoe thử thai lên thai phải cũng không tin, cũng đi ra bác sĩ để khám. Em không hiểu sao lần thứ hai rồi mà em vẫn không tin cái que thử thai. Thế xong rồi một cái thì lên là bạn đã có bầu 5 tuần rưỡi. Lần này thì tâm lý của chồng có gọi là ổn định, nhưng mà ổn bên trong hơn, là dậy sóng không? Hiện tại thì khi mà mang bầu bé thứ hai thì tất cả mọi thứ nó đã hoàn toàn ổn định hơn rồi. Thì chồng em cũng hào hứng lắm, tâm thế tích cực hơn. Rất là hào hứng và vui nữa. Bé trước thì em không có thèm ăn nhiều mà cũng không có mệt nhiều. Mà bé này thì em thèm đồ ngọt này. Mà mệt ơi là mệt luôn. Nói chung là cứ xa chồng cái là cảm giác giống như kiểu mình bị nghén. Ốm nghén. Ủa, vậy là nghén chồng á. Nghén chồng. Như vậy thì bây giờ quay trở lại với cái thai kỳ lần 1. Đến cái ngày đi sinh thì sao? Thì em dự kiến sinh là sẽ là vào ngày 30 tháng 5. Lúc đó là em sinh trước dự sinh 3 ngày. Em đâu có biết đâu. Tự nhiên em một buổi sáng đẹp trời em đang ngủ dậy, cái tự nhiên em thấy giường nó ướt hết. Em lại tưởng là em đi vệ sinh mà không tự chủ được. Thì em mới hỏi mẹ em là mẹ sao tự nhiên hôm nay con đi. Là thức dậy rồi đấy, thấy cái giường nó ướt, hay mình thức dậy xong thì nó mới bắt đầu ướt? Thức dậy mới thấy giường nó ướt. Là nó ướt rồi, ướt sẵn rồi. Ướt hồi nào không biết. Cũng hoang mang ha, tự nhiên. Em không biết luôn. Thế mẹ em mới bảo là thôi chết rồi, vợ ối rồi, lên bệnh viện. Thế em mới bảo không được, con đã để đến gần ngày đi sinh để con gội đầu, con tắm rửa sạch sẽ để con lên đấy để cho nhìn người nó sạch sẽ, nhìn nó tươm tất, đẹp. Cái hồi em bảo bây giờ đợi vợ một tí đi, vợ vào gội đầu, vợ tắm cái rồi đi lên trên bệnh viện. Thì không được, bây giờ vợ ối rồi đâu có được tắm rửa rồi gội đầu đâu, người ta đâu có cho đâu. Thế là thôi, chồng em nói thế rồi thì thôi lên bệnh viện xong người ta chẩn đoán em là vỡ cạn ối và phải mổ cấp cứu. Tại vì tính ra là thời gian vỡ ối cũng khá lâu, cũng lâu lâu mà bạn không biết. Em mở được 2 phân nhưng mà cũng không thể nào mà để thường được, tại vì vỡ cạn ối rồi. Thì em vẫn đi băng băng luôn, em vẫn cầm hồ sơ em đi xét nghiệm rồi em đi không xong rồi nó không có đau đớn. Nếu nó chưa đau em không có đau luôn đó chị. Cuối cùng là không đau luôn. Xong rồi người ta nói em là thôi bầu to như này rồi vỡ cạn ố rồi, ngồi lên xe lăn đi chị đẩy. Em bảo không, em đi được mà sao em phải cần chị đẩy, tại vì bụng thì rõ ràng là cũng to nhưng mà không có đau đớn gì hết. Để em đi cho dễ sinh, em bảo thế. Thế xong rồi em đi băng băng luôn, đến khi nằm trên phòng mổ thì em cứ nghĩ là
thôi cố gắng lên, chắc không đau đâu, đợi một lát nữa là sẽ được gặp con ấy mà. Tại vì người ta bảo là đẻ mổ á chị thì không có đau. Ôi lại những truyền thuyết. Người ta bảo đẻ mổ thì không đau, mà em đẻ mổ em đau như chết đi sống lại luôn á. Có nghĩa là người ta rạch đến đâu thì em cảm nhận rõ đến đó luôn. Em bị kháng tê. Em bị kháng tê có nghĩa là người ta mổ đến đâu, rạch đến đâu, người ta bành cái da của em ra em cảm nhận rõ luôn. Và em đau những cái cơn đau đó luôn. Có nghĩa là lúc đó em có nói với bác sĩ là em đau không? Em có, bác sĩ còn cho em thêm một cái liều truyền vào cái chai nước em đang truyền á, là một cái tiền mê. Mà nó vẫn đau lắm. Em cứ bác sĩ ơi, em đau quá em không chịu uống nổi. Đến nỗi mà con ra rồi á, em cũng không biết là nó ra rồi. Người ta bảo em là mở mắt ra để nhìn con đi, đau quá em không mở ra nổi luôn. Sao em chỉ kịp chỉ kịp chụt một cái. Xong rồi lát nữa cứ 10 phút em lại hỏi bác sĩ ơi con em ra chưa. Cứ 10 phút em lại hỏi bác sĩ ơi con em ra chưa. Mà nó đau một cách dã man luôn. Đúng rồi. Bởi vì rõ ràng là em đang cảm nhận một cái cơn đau sống mà. Thành ra là coi như tới đâu là biết tới đâu. Trời ơi, mình đứt tay một chút xíu thôi là mình đã khóc lên khóc xuống. Nhưng mà em buồn cười lắm. Có nghĩa là sau khi mà em ra phòng hồi sức nha, thì em không còn đau gì nữa. Không có thấy đau gì nữa. Có thể lúc đó nó mới thấm thuốc chăng? Em không biết. Có thể là cái quá trình tiếp nhận thuốc của bạn này nó bị chậm á. Rồi cho nên mổ xong rồi thì mới lại kịp. Dạ đúng kịp rồi. Mê và kịp tê. Em kể tiếp. Là cái chị mà nằm cạnh bên giường của em thì cũng đẻ mổ y chang em à. Mà đẻ thì không có đau nha. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó ra phòng hồi sức thì cứ thì đau vết thương. Đau xong rồi rên rỉ dầu dĩ rồi nhìn em nhìn mà em sốt ruột lắm. Còn em thì lúc đó thì em đau ở trong phòng mổ, nhưng mà ra phòng hồi sức em tỉnh một cái là em hết đau liền luôn. Em nằm một ngày thì ngày hôm sau em dậy em đi lại bình thường. Trong cái bạn này nạp chậm. Trong cái rủi nó cũng có cái may đi. Đúng rồi, bạn này nạp chậm em chứ thấm, không phải là khen hoàn toàn. Chắc em thấm thuốc hơi lâu nghe em nha. Lần đầu tiên mình gặp lại con nó như thế nào đây nè? Con vừa về em phòng em bảo em nghĩ trong đầu chứ tôi không biết mình có nhầm không, bác sĩ có nhầm con mình không, sao nó xấu quá. Sao nó xấu quá. Đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà nó nhăn nheo, mà nó da nó đen đen, mà nó đỏ đỏ, nhìn nó xấu lắm chị ạ. Con người ta ra cũng đã hít thở khí trời thẳng thơm chút đỉnh rồi đó mà vẫn còn thấy sao nó xấu thế. Em vẫn còn thấy xấu, em còn nghĩ trong đầu là không biết là bác sĩ có đưa nhầm con không. Mình thế này cơ mà thì con mình nó đẹp đẽ như vậy. Thế thì đi ra rồi thì mình thấy con xấu, nhưng mà ông có thấy con cũng xấu không? Thấy luôn chị. Hay ghê chứ, kiểu như là sao nó xấu thế ông chồng. Không, anh thấy nó đẹp mà, nó giống anh thì nó phải đẹp. Nhưng mà tụi em đã chuẩn bị tâm lý từ trước nha. Là em cũng đi hỏi rất là nhiều người mà sinh trước em á, là đẻ con ra thì con nó như nào. Người ta cứ chuẩn bị tâm lý trước đi, đẻ ra nó xấu lắm, nó xấu quá em ạ. Em cũng biết chắc chắn là nó cũng sẽ xấu, nhưng mà không biết là nó xấu đến xấu vậy. Không biết là xấu đến mức độ đó. Nhưng mà càng lớn thì cậu càng trổ ra nhìn cũng dễ nhìn hơn. Nhưng mà đứa trẻ vừa mới sinh ra thì nó nhăn, dù như nó đẹp nó vẫn nhăn. Cho nên là mình bị hụt một cái cú quá trời luôn. Nên là cảm thấy trời ơi không chấp nhận được. Rồi sau đó thì mấy ngày em được về nhà? Em nằm ở đó 3 ngày. Thì trong 3 cái ngày mà em nằm ở bệnh viện nữa, rồi thêm một cú mắc cười nữa là em đọc ở trên mạng á, người ta nói là không được tắm. Thì em cứ nghĩ là không được tắm thì chắc là không được rửa chân. Ủa em, ba, tại sao lại có một cái định nghĩa nó lệch nhau đến như vậy? Em nghĩ ở trong đầu em mặc định luôn là không được tắm thì chắc là không được rửa chân đâu nhỉ. Thì em cũng không rửa chân mà em đi tất 3 ngày. Đến khi em nói chồng em là chồng ơi, vợ đi tất 3 ngày rồi, thay cho vợ cái tất khác đi. Chồng em vừa mới tháo ra, cái mùi nó bốc lên. Chồng em đáng sợ quá. Chồng em chết thôi. Suýt nữa thì trái đất này mất đi một người chồng. Trên mạng hắn có một bài bóc phốt mà chồng em bóc phốt em mắc cười lắm. Xong rồi ông ấy lấy cái khăn ông ấy lau chân cho em, không kỳ luôn, làm cái mặt mắc cười lắm. Rất là tin tưởng chị Google. Chẳng những tin mà tin một cách over. Tin mà tin chánh niệm luôn á em, nghiêm túc thật sự. Ủa mà em như vậy thì sau đó bao lâu em mới tắm? Em hỏi bác sĩ. Đúng rồi đó, cái người cần hỏi đây rồi. Em hỏi bác sĩ 7 ngày về tắm. Vết mổ nó khô rồi thì bao giờ mình tắm được.
thì 7 ngày về em tắm. Những cái hướng dẫn y khoa sẽ là như thế này. Trong trường hợp sinh mổ, tại vì người ta còn sợ cái vết thương nó hở, thì tắm thì là chưa đâu. Khi mà cái miệng của vết thương nó chưa lành thì chưa tắm theo kiểu thông thường. Nhưng mà nó luôn có những cái khuyến cáo, đó là lau mình bằng nước ấm. Bây giờ khi mà mình xuất viện rồi, mình về nhà rồi, thì lúc đó cái người mà chăm em bé chủ yếu là ai? Thì sau khi một tháng mà mẹ em về á, thì người biết tắm cho con trước là chồng em. Tại vì em nó bé quá, em bé em sợ rớt. Xong rồi kiểu em vẫn chưa có biết cách là tắm làm sao á, thì chồng em mạnh dạn hơn là để chồng tắm, hay chồng em tắm biết tắm trước, sau mà đó để diễn ra có suôn sẻ không? Dạ cũng suôn sẻ. Giờ tôi hiểu tại sao Quân ông rất là tự hào là xém nữa đã mất đi một người chồng vĩ đại nhất trái đất. Thật sự thì một cái lời khen rất là to bự dành cho chồng của Huyền Thanh. Nhưng mà nói nào ngay, tội nghiệp các anh nam Việt Nam nói riêng và Phương Đông nói chung. Không phải là các anh vô tâm vô tư gì cho Cam, mặc dù cũng có. Nhưng mà cái kỹ năng chăm con của các anh thường là nó không có được tốt. Mà phụ nữ lại rất dễ bỏ qua chuyện này theo đúng cái rồi. Kiểu mặc định nè, mấy ông không biết chăm gì hết, mà chăm cũng không có theo đúng ý của mình. Phụ nữ Phương Đông là đúng như rồi. Vậy chị. Cái bắt đầu gì, một bên một đằng là ấm ức tấm tức khó chịu là tại sao mình phải làm, mà con thì con chung. Nhưng một mặt thì cũng không cho chồng làm, tại vì thấy ông làm rất là ngứa mắt kiểu vậy, cho nên câu chuyện nó như một cái bùng binh mà không có lối ra, cứ đi lòng vòng. Hãy tiếp tục phát huy ở đứa thứ hai Quân nhé. Em nghĩ là ở đứa thứ hai này thì chắc có lẽ là Quân sẽ làm tốt hơn nữa, bởi vì mình đã có kinh nghiệm rồi. Chị Lan gài quá, Nhưng mà chị hỏi nè, chồng em biết tắm con trước, nhưng mà anh có duy trì cái phong độ đó không, hay là sau đó em biết cái được đẩy qua luôn? Không có chị. Tức là hai đứa cùng biết rồi đúng không? Thì sẽ phân chia. Ví dụ vợ tắm nha, thì chồng sẽ thay tã. Rồi hay là vợ thay tã thì chồng sẽ tắm. Nói chung là vợ chồng em được cái là chia đều công việc lắm. Sau cái thời gian mà em cảm thấy là em còn quá trẻ để em sanh con như vậy, và so với bây giờ em đã có một đứa con và đang có thêm một đứa thứ hai, thì em cảm thấy mình được gì và mất gì? Em thấy mình được hai đứa con và được một người chồng tốt. Có cảm thấy hối tiếc gì không? Hối tiếc thì em không có hối tiếc nha. Mặc dù là sinh bé đầu tiên á, thì cái cơ thể của mình nó cũng tàn phá rất là nhiều. Thì nhưng mà nhìn lại thì em thấy là mọi thứ nó diễn ra quá tốt đẹp đi. Em không biết nha, em chỉ nói chung chung thôi. Những cái gia đình khác ví dụ mà có vợ con rồi này kia thì sẽ hạn chế là cho vợ mặc những cái đồ sexy đúng không? Nhưng mà chồng em lại khuyến khích là mặc đồ sexy. Rất thích vợ mặc sexy để chồng chụp hình up trên mạng xã hội. Chồng em khoái lắm, chồng em thích vợ đẹp. Nói vợ đẹp thì khoe, không có cần phải giấu. Em rất là đồng tình và cũng như rất là ủng hộ với nên cái quan điểm đó của Quân nha. Quân rất là hay luôn á. Cái đó là một phần là để thể hiện cái sự tôn trọng đúng cái người phụ nữ, và hơn nữa là để cho Thanh cảm thấy là ô, mình vẫn rất là đẹp đúng cơ bản là trong mắt của chồng, và ngoài ra thì rất là đẹp so với tất cả mọi người. Thì cái hành động đó của Quân làm cho Thanh có nhiều cái động lực hơn nữa trong cái việc là bảo vệ cái nhan sắc của mình. Không, mà thực ra một cái người nam giới, những ông chồng mà tự tin để vợ mình có những cái nét đẹp như thế và tự hào khoe cái nét đẹp, dĩ nhiên ở đây là mình sẽ nói mọi thứ nó đều nằm trong cái chừng mực, nhưng mà rõ ràng là vợ tôi đẹp thì tôi khoe, và tôi rất là ủng hộ với cái việc là vợ tôi tỏa sáng khi mà vợ tôi xuất hiện ở bên ngoài. Thực ra nó không chỉ đơn thuần đó là việc tôn trọng người vợ, yêu thương người vợ đâu, mà nó còn thể hiện bản lĩnh của người nam giới. Tại vì tôi tin rằng thực ra là dù cho có bao nhiêu cái lưới, cái bẫy ở ngoài kia đi chăng nữa, nhưng tôi biết tôi là ai và sức mạnh của tôi là gì, thì không việc gì mà tôi phải nhốt vợ của tôi lại rồi tôi tuyệt giao cổ với xã hội bên ngoài. Bởi vì điều đó nó chỉ càng làm cho người ta thấy anh yếu thế, cho nên anh sợ. Và khi vì anh sợ cho nên anh mới bắt đầu cấm. Cho nên là thực ra nguy hiểm chứ không phải là không nguy hiểm, nhưng mà nên như vậy. Bởi vì các anh nghĩ gì thì khoan hãy tính tới. Trước hết đó là bản thân người phụ nữ, người ta vẫn cảm thấy cái giá trị của người ta. Phụ nữ cũng có cái tự tôn của người ta, người ta cũng biết người ta là ai mà. Em thấy là nên dành tràng pháo tay cho người đàn ông chiến lược và đầy thuyết âm mưu. Dễ sợ quá, em rất là đáng sợ. Thì nhân tiện đây em sẽ nhắn gửi tới chồng em. Tại vì thực ra thì em cũng nhắn gửi tới chồng em rất là nhiều, thông qua rất là nhiều chương trình rồi. Nhưng mà em sẽ nhắn gửi thêm một lần nữa là cảm ơn chồng rất là nhiều vì đã luôn đồng hành cùng vợ trong suốt cái quãng thời gian mà hai đứa
trước khi cưới này, đến khi cưới và mang bầu và sinh con này, cho đến tận bây giờ thì cảm ơn chồng rất là nhiều. Em nhân tiện tính luôn đứa thứ hai gài gài vô không? Không, em gài từ trước rồi chị. Có nghĩa là em đã gài từ bây giờ rồi. Được. Thấy chưa? Câu này cũng chiến lược thấy lắm. Thấy chưa? Thuyết âm mưu cũng nhiều lắm mọi May người. May tầng nào thì gặp gió tầng đó em. Xin được cảm ơn chúng Huyền Thanh đã mang câu chuyện của mình đến đây để chia sẻ với mọi người. Rõ ràng là câu chuyện ngày hôm nay chúng ta có được rất là nhiều cái năng lượng tích cực, rất là nhiều cái suy nghĩ nó thoải mái và rất là nhiều cái bài học dành cho cái cánh mày râu để mà biết cái cách chăm sóc cũng như là vực dậy tinh thần của bà mẹ sau sanh. Cảm ơn em rất là nhiều.